Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, Chi hội Phụ nữ Trung Nghĩa 1, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa, đem lại niềm vui cho bà con khu dân cư. Có được kết quả này, công đầu phải nói đến chị Phạm Thị Ái Nga, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Trung Nghĩa 1. Những ngày giáp Tết Tân Sửu 2021, chị Ái Nga cùng với các chị trong ban chấp hành Chi hội Phụ nữ Trung Nghĩa 1 luôn tất bật đem quà đến tận nhà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ, động viên để mọi người cùng có cái Tết đầm ấm, yên vui. Gia đình anh Trần Quang Hội, tổ 10 phường Hòa Minh, không may có hai cháu mắc bệnh hiểm nghèo là địa chỉ mà chị Ái Nga cùng các chị trong Chi hội Phụ nữ thường xuyên lui tới để giúp đỡ. Từ ngày hai cháu nó lâm bệnh thì bên hội phụ nữ là cô Nga có tới thăm hỏi thường xuyên về cho quà hai cháu. Nói đúng hơn, bên hội phụ nữ họ quan tâm hai cháu điều đặn. Chi hội có 131 hội viên phụ nữ, là một tập thể gắn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Gia đình chị Phạm Thị Sinh, tổ 11 trước đây thuộc diện hộ nghèo. Thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào công việc gia công bóc hành, tỏi cho các nhà hàng quán ăn. Thấy thu nhập của gia đình chị Sinh không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, chị Ái Nga vận động chị em tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng phụ giúp gia đình chị Sinh để tăng thêm thu nhập, thoát khỏi hộ nghèo. Chị em phụ nữ tân đoàn kết trong xóm luôn luôn ủng hộ hai vợ chồng em. Cái hỗ trợ thì cũng khó khăn, nhưng mà bây giờ thì chị em vừa giúp đó thì cũng có giờ có ổn định hơn xí. Chị Ái Nga với vai trò con chim đầu đàn luôn dẫn dắt chị em trong chi hội thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do hội phụ nữ phát động. Cái tinh thần của em Nga là rất là tuyệt vời, quan tâm tới các chị em phụ nữ khó khăn, với lại các trẻ em nhỏ khó khăn, với gia đình nào khó khăn là em Nga sẽ hỗ trợ tinh thần, thường xuyên đi thăm hỏi. Nói chung là ở chi hội Trung Nghĩa 1 này là em Nga làm rất là tuyệt vời. Những việc làm của chị Ái Nga đã và đang góp phần khẳng định hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước. Đó là tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, góp phần thực hiện nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ. Với những kết quả đã đạt được, Chi hội Phụ nữ Trung Nghĩa 1 luôn được Hội Phụ nữ Phường Hòa Minh, chi bộ lãnh đạo tổ dân phố đánh giá cao. Em cũng chịu khó một chút là mình là luôn luôn sắp xếp công việc, gần như là gia đình làm mình hoàn thiện trong những giờ mà mình tranh thủ, những cái giờ mà mình không cho phép là mình giải lao đi, còn mình xong hoàn thiện gia đình rồi thì đó là tiếp theo là mình công tác của xã hội, thì để cho hoàn thiện những cái hoạt động của như phường hội đưa về, thì với một cái trách nhiệm mà hàng đầu của một chi hội trưởng phụ nữ thì luôn luôn là làm cho một em là luôn luôn là gánh vác một người là chi hội trưởng phụ nữ là năng nổ để cho nhìn vô, đập vô trong mắt hội viên của em, nhìn đó là cái tinh thần trách nhiệm của em để cho chị em là luôn luôn tiến hành đồng hành của em cho các hoạt động của chị hội. Bằng những việc làm thiết thực, chị Phạm Thị Ái Nga đã tạo được niềm tin trong hội viên và góp phần đưa phong trào phụ nữ của khu vực Trung Nghĩa 1 có nhiều chuyển biến tích cực. Chị xứng đáng là tấm gương điển hình trong công tác hội và phong trào phụ nữ ở địa phương.